xin chào bác, được biết kênh xe nào? Và hôm nay giới thiệu tiếp tục giới thiệu bác một mẫu xe đua đến từ thương hiệu Nhật. Thì hôm qua giới thiệu bác một mẫu dòng xe Tô Vinh Bridgestone. Thì nay mình giới thiệu bác một mẫu xe thương hiệu nội địa Nhật luôn, thương hiệu đến từ Fuji, model Finet 2.0. Thì như biết thì những cái dòng xe đua thể thao nói riêng và những cái đồ linh phụ kiện, đồ gia dụng trên thị trường thì Fuji luôn là một thằng thị trường đứng đầu về thương hiệu Nhật, thương hiệu của Nhật luôn đó nhé. Hiện tại vẫn đang sản xuất rất nhiều mặt hàng. Fuji là biểu tượng cho chữ viết tắt của Phú Sĩ. Dòng xe road bike, dòng xe đua, khung nhôm cả carbon, bên em mới về. Và bây giờ xin mời các bạn đến chiếc xe. Vâng, thì trên mình cũng là em tham khảo thêm thì cái mẫu dòng Fuji road bike. Model của xe là model Finet 2.0. Thì rất hiện lên rất nhiều các website chính hãng của dòng xe Fuji bên thị trường nước ngoài. Đây, trong đó có xe bên xe nhà em là cái màu khung nhôm carbon đây. Mẫu Fuji 2.0 Finet để sử dụng rộng rãi trên website chính hãng của bên nước ngoài nhé. Rất nhiều trang Nhật và được có những cái anh Tây review rất là nhiều. Em mới giới thiệu qua bác một cái mẫu Fuji. Đấy. Được rất nhiều các đội đua được sử dụng rộng rãi. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng, dành riêng cho thị trường châu Âu và nhất là bên thị trường Nhật. Vâng, trên mình là cái mẫu Fuji Finet 2.0, nhưng cả bên em mới về. Thương hiệu đến từ nội địa Nhật luôn, dành cho bác ưa thích những dòng xe nhật bãi. Model Finet 2.0 sử dụng với tông màu bạc, khung nhôm. Để mà nói một xe chiếc xe về dòng thương hiệu của Nhật và Nhật bãi thì rất là khó được một lớp sơn được đẹp như vậy nhé. Lớp sơn tổng thể còn rất là đẹp, người chủ cũ đi rất là giữ gìn xe. Đây là lớp sơn nguyên bản cho xe các nhá, em không có chấm thuốc gì đâu, có một vài vết xước nhỏ đấy, nhìn là rất là nhỏ thôi, nhưng mà nhìn mắt thường không thể thấy được. Mới một lớp sơn nhập như vậy thì thường thường những dòng xe nhập rất là khó tìm thấy. Em vẫn còn nguyên trên khung xe Fuji 44, đây là size dành cho bác ưa thích cái dòng xe nhật bãi, thì đây là một sự lựa chọn rất tốt cho các bác. Đây là website chính hãng của Fuji, như là fujibicycle.com. Những bác nào có chiều cao khuyên tốn từ dưới 1m67 thì sẽ đi vào chiếc xe này. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Montego thì thường cổ phốt ghi đông nguyên bản cho xe. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora. Tay lắc lên sẽ là lắc, còn xuống sẽ là tay bấm. Cần sử dụng những dòng xe Nhật bãi ngày xưa sử dụng với bộ tay lắc này, cũng là một chuyển động ngày xưa rất là dễ dàng sử dụng cho các bác. Bên phải em sử dụng với bộ tay lắc bên tường điện chính hãng của Shimano Sora. Đằng trước sử dụng với bộ phanh ba mạch thương hiệu Fuji luôn gắn liền với các bác từ thời xa xưa rồi. Cái đồ dùng cá nhân các bác ngày xưa thường thường gắn liền với thương hiệu Nhật Toshiba, Fuji rất là nổi tiếng. Cọc yên chính hãng của Fuji, cọc yên carbon FC9010, càng carbon càng còn rất là mới luôn bác nhé. Xe Nhật nhưng mà tuy là xe Nhật tôi đã sử dụng với cái càng này đời cũng khá là cao rồi, model Finet 2.0. Sử dụng vành nhôm hai lớp, vành Chopic. Vành nhôm hai lớp, vành Chopic đến từ thương hiệu Pháp. Kích thước lốp 700 nhân 23C, kích thước lốp cơ bản của dòng xe đua. Bên dưới khung một chạy dây bên dưới gầm khung
điều chỉnh của bác rất dễ dàng. Đấy. Điều chỉnh dây clip vào đề. Cộng yên Chubati, cộng yên nhôm. Yên cũng còn rất là đẹp. Yên da đen. Yên da cũng nhá, còn rất là đẹp. Khá chắc chắn. Tuy dòng xe Nhật nhưng mà lốp sơn còn rất là đẹp luôn. Rất hiếm về cái dòng xe mà dòng xe Nhật bãi Nhật mà được lốp sơn đẹp như bây giờ. Đùi đĩa nhôm. Đùi đĩa nhôm này được sử dụng trong những dòng xe Nhật bãi. Còn rất là đẹp. Sử dụng mới gạt đĩa Shimano Sora. Củ đề Shimano Sora. Bào mòn mất cái tem ở sau củ đề rồi, nhưng xe sử dụng với full group Sora luôn. Tay lắc và gạt đĩa, củ đề là đi theo cùng bộ. Trang bị với 8 tầng lip. Tầng 6 sử dụng mới vành nhôm 2 lớp, vành của Chopic thương hiệu Pháp. Lốp 700x23C. Bây giờ xin lỗi, có khung xe. Vâng, chiều cao khung xe là size 44. Chiều ngang khung là size 51. Thích hợp các bác từ 1m67 đổ lại. Đây là dòng size S. Bây giờ xin mời nhau chi tiết hoạt động của xe. Lên lip thôi. Xuống lip. Đấy phải em là đùi đĩa 2 tầng, gạt đĩa xô ra, xuống đĩa, lên đĩa. Rất là bon và chân vuông mượt mà. Xe lướt sơn cũng rất là đẹp, tuy là dòng xe Nhật nhưng mà lướt sơn rất là mới. Xe sử dụng rất là ít, sử dụng khung nhôm cả carbon, sử dụng với bộ group Shimano Sora. Trang bị với vành cặp chính hãng của Chopic, vành thương hiệu đến từ Pháp. Mọi người đã đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua đến từ thương hiệu Nhật Fuji model Finesse 2.0. Và xe giá tốt bên em là 8.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn có thông tin có Zalo 0975 709 943. Mọi người YouTube từ kia xe đạp. Nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Còn hẹn gặp lại ngày mai.